Người nào sẽ vì người nào và thuyết pháp yếu nào? Phật bảo Thiện Hiện, ông hỏi pháp nào lìa chân như không đắc được, thì nói pháp nào an trụ chân như? Lại nói ai là người gần trí nhất thiết, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Người nào sẽ vì người nào và thuyết pháp nào? Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói, pháp lìa chân như hoàn toàn không thể đắc. Như thế thì làm sao có thể nói pháp trụ chân như? Thiện Hiện, chân như còn không thể đắc, huống là có pháp trụ chân như, và làm sao lại có người có thể gần trí nhất thiết, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Và làm sao lại có người có thể vì người khác thuyết pháp? Thiện Hiện nên biết chân như không thể tự trụ chân như, vì trong đây hoàn toàn không có người trụ sự trụ, nên chân như không thể gần trí nhất thiết. Vì trong đây hoàn toàn không có người gần và sự gần, nên chân như không thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì trong đây hoàn toàn không có tánh sai biệt giữa người chứng đắc và sự chứng đắc, chân như không thể vì người thuyết pháp. Vì trong đây hoàn toàn không có người thuyết sự thuyết vậy. Vì thuận theo thế tục nên nói có Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, an trụ chân như, gần trí nhất thiết, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, và tuyên thuyết pháp yếu cho các hữu tình. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nghĩa thú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa rất khó tin hiểu như vậy. Các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy biết các pháp đều bất khả đắc, nhưng vẫn cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Muốn tuyên thuyết pháp yếu cho các hữu tình là việc làm rất khó. Vì sao? Vì nhất định không có pháp có thể trụ chân như, cũng không có pháp có thể gần trí nhất thiết, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cũng không có người có thể tuyên thuyết pháp yếu. Nhưng các Bồ Tát nghe việc như vậy mà tâm không chìm đắm, không nghi, không ngờ, không kinh, không sợ, cũng không hoang mang, thì những việc như vậy thật là hiếm có. Khi ấy Thiện Hiện bảo trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, như lời ông nói, các chúng Bồ Tát nghe pháp sâu xa, tâm không chìm đắm, không nghi ngờ, không kinh, không sợ, cũng không hoang mang, để cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Muốn tuyên thuyết pháp yếu cho các hữu tình là việc làm rất khó, thật hiếm có. Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quán các pháp đều không, hoàn toàn không sở hữu, thì ai chìm, ai đắm, ai nghi, ai ngờ, ai kinh, ai sợ, ai hoang mang? Thế nên việc này chưa phải là hiếm có, nhưng vì hữu tình ngu si điên đảo, chẳng thể thông đạt được các pháp đều không, nên cầu bồ đề muốn tuyên thuyết phương tiện thiện xảo thì chẳng phải quá khó. Trời Đế Thích thưa: Tôn giả Thiện Hiện, những điều tôn giả nói ra đều y vào không, thế nên những lời nói ra thường không ngăn ngại, như có người lấy mũi tên ngửa mặt bắn lên hư không, hoặc xa hoặc gần đều không ngăn ngại. Những lời tôn giả nói ra cũng như vậy, hoặc sâu hoặc cạn, tất cả đều y vào không, trong sự việc ấy ai có thể dám gây trở ngại. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì con cùng tôn giả Thiện Hiện đã luận bàn là thuận thật ngữ, pháp ngữ của Như Lai, ngay nơi pháp tùy pháp là nói đúng, phải không? Thế Tôn bảo trời Đế Thích: Những sự luận bàn của ông và Thiện Hiện đều thuận với thật ngữ, pháp ngữ của Như Lai, ngay nơi pháp tùy pháp là lời nói không điên đảo. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì cụ thọ Thiện Hiện có biện tài y vào không mà trình bày được. Vì sao? Vì cụ thọ Thiện Hiện quan sát thấy tất cả pháp đều hoàn toàn không, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa còn chẳng đắc, huống là có người thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Trí nhất thiết còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc trí nhất thiết. Chân như còn chẳng đắc, huống là có người đắc chân như thành Như Lai. Tánh vô sanh còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc tánh vô sanh. Bồ đề còn chẳng đắc, huống là có người chứng đắc bồ đề của Phật. Mười lực còn chẳng đắc, huống là có người thành tựu mười lực. Bốn điều không sợ còn chẳng đắc, huống là có người thành tựu bốn điều không sợ. Các pháp còn chẳng đắc, huống là có người thuyết pháp. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì cụ thọ Thiện Hiện đối với tất cả pháp trụ, trụ viễn ly, đối với tất cả pháp trụ, trụ vô sở đắc, quán tất cả pháp hoàn toàn không, sự hành, người hành, vân vân đều bất khả đắc vậy.
Kiểu thi ca, cụ thọ thiện hiện đối với tất cả pháp trụ, trụ viễn ly, trụ vô sở đắc, so với hành trụ vi diệu của các chúng đại Bồ Tát đã trụ bát nhã ba la mật đa, thì trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, trong ngàn phần không bằng một cho đến vô số cực phần cũng không bằng một. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì sự an trú vào hạnh vi diệu bát nhã ba la mật đa của các chúng đại Bồ Tát này đã trụ, trừ sự an trụ của Như Lai, đối với các trụ của các Bồ Tát, độc giác và thanh văn khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Vì vậy nên, Kiều Thi Ca, những đại Bồ Tát nào muốn đối với tất cả hữu tình là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng trong chúng, thì phải trụ hạnh trụ vi diệu của bát nhã ba la mật đa không được tạm rời bỏ